Xin chào, mình là Quốc Bảo. Hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn một app kiếm tiền mới bằng cách quay số nhận thưởng của ví Abuta. Các bạn sẽ lên play tải xong và nhấp chọn mở. Các bạn nào chưa có tài khoản đăng ký thì nhấp vào đăng ký để đăng ký, nhập số nhận là xong. Mình đã có rồi nên mình nhập tài khoản cho thôi. Ở cái chỗ hoàn thiện hồ sơ là lúc bạn mới đăng nhập vô á thì nó hiện cái hàng nhập mã giới thiệu. Các bạn nhập mã giới thiệu 0166596387. Mình để phía dưới bằng miêu tả video hoặc để trên màn hình đó các bạn coi nha. Còn cách nhận tiền sao ở đây mình chỉ các bạn kéo xuống vào vòng quay may mắn, click vào đó. Tôi được một lượt quay. Cái gì trời? Đó, được 10k rồi. Quá hơn. Bạn tưởng được 50 không chứ? Tài khoản của khách vừa được cộng thêm 10.000 đồng. Bạn chỉ biết cái chơi hết rồi đi xem. Khi bạn quay hấp chúng nó chờ lấy số. Quay chờ xe máy nhưng mà cho bạn số số đi. Đợi cuối ngày hay cuối tuần đó. Bạn thấy một ngày là không có chỗ nào. Khi các bạn ngồi hơn là cảm xúc là lịch sử thôi. Nó được một con số không bánh này 98 này mà không có chút. Các bạn muốn liều lắm thì các bạn là chậu. Nhập vào đây số dư nó được 10.000 tài khoản này nè. Ở đây cũng có cái dịch vụ đó là mua mã thẻ. Bạn có thẻ cào bạn không xài đó, bạn vô bạn bán đó, mua thẻ nè. Nên sai rồi, thu mua thẻ mới đúng. Phí của Viettel nhập mã seri vô đây giống như 100k thì bạn được 80k, bạn bán thẻ 100 thì bạn được 80, tùy theo phí mấy hàng ngày nha. Này phí là chút trăm đó. Các bạn muốn được nhiều một lượt quay thì các bạn nhấp số giới thiệu ở chỗ hoàn thành hồ sơ, chỗ đó lúc bạn chưa mới đăng nhập vào nó có thông có chữ hoàn thiện hồ sơ, nhấp đó, nhấp máy giới nhập mã giới thiệu vô. Nó mã giới thiệu mình để trên màn hình đó, các bạn coi đi. Đây nè, mã giới thiệu nè. Các bạn họ sẽ được một lượt quay. Bên này bạn chia sẻ cho những người bạn của bạn đó, nhấp vào đây đi mời nè. Đó. Cái này có gì thích lắm. Còn tiền rút làm sao á. Đó, rút nè. Chỉ rút tiền nè. Rút về tài ngân hàng, bạn có thẻ ngân hàng rút mới được nha, tài khoản ngân hàng rút mới được. Cảm ơn các bạn đã xem. Hãy đăng ký kênh, ủng hộ kênh của mình nhằm cập nhật nhiều video kiếm tiền mới. Cảm ơn các bạn.